Cảm ơn anh Cứ rất là nhiều. Quá dữ luôn, Black Magic Woman. Bây giờ trong khi mình chờ đợi một chút xíu thì mình có chuyện thay đổi một chút xíu chương trình nha. Hôm nay thì quý vị đến đây cũng đã biết là ngày vui của anh Cường phải không? Hoàng Đông đi mua số 6, số 4 nhưng mà không biết sắp làm sao. Thì phone cho anh Cường, nói muốn để sao đó để, thì Đông để đại đâu cái gì, đứng góc nào thấy 46 hoặc là 34 là tùy. Đó, anh Cường anh nói anh vẫn còn 46, chứ còn mà nếu mà anh nhìn xuống anh nói gì mình 64 đâu được, vẫn còn làm ok, ok lắm, ở gì. Mai cho anh mượn cái bình hairspray hồi nãy của anh Cường anh gửi trong mắt rồi. Lần này bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng nhau tràn ngập lên sân khấu để hát bài Happy Birthday chúc mừng cho con Liberty của chúng em năm nay 46. Trời nghe gì căng thẳng nhiều quá. Birthday của anh Cường này quý vị ơi. Bây giờ mình
Long quốc quốc câu lấy happy birthday từ Long. Hai ba anh em đâu anh lên đây, một hai giơ. Thế là muốn làm gì thì làm chứ 34 tuổi mà không có sức khỏe kỳ lắm anh em. Lén không vui anh nha. Ai nói với anh em không vui? Dạ. Dạ kính thưa quý vị, bật mí cho quý vị nhỏ nhỏ nha. Anh Cường tới tuổi này vẫn chưa có xài váy ái gà ra nha. Dạ, anh Cường anh nói anh không có xài váy ái gà ra. Anh là tự nhiên, còn ngon. Đâu rồi, cái bình hairspray nãy vô đâu mắt rồi quý vị thấy không? Dĩ mai cái bình hen hơi đâu mắc rồi, trời ơi, ông đi chơi ông cầm cái bình hairspray hỏi để làm gì, ông nói khi mà ông cầm ông xịt. Quay chụp lại cho hình phải không? Quay sao quay lại đây á hả? Bây giờ con Cường đứng trước này ha. Và quý vị đứng sau cổ ở đây ha. Thôi bây giờ anh Cường quay lại nè. Mình lên đây với lá, mình lên đây phải đọc chương trình. Không,
tiếp là anh tiếp bạn anh cười anh sống chết à cái đầu không trời ơi lâu mày ẩm anh cường mà mày ẩm cái kiểu đó là mày còn nhà nhúng lên nhúng xuống nữa giật hết nha mày ơi cái giải cái dâu cái xịt cho berry nó giật mẹ nó hết nha mày cho nó hết nha tiếp tục quý vị ơi đó là cái phần chúc mừng happy birthday của anh cường bây giờ mình quý vị cho em xin 3 phút nha Hello, hi, 500 anh em.